cuộc sống đem đến cho chúng ta đủ thể loại tình huống. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ tặng cho bạn vài mẹo thời trang khẩn cấp. Trời, tôi đói quá. Úi, suýt thì quên. Nhưng ở đây không có thùng rác nào cả. Mình sẽ đặt nó ở đây trong khi ăn. Được rồi, bây giờ là cho sự kiện chính. Trời đất ơi, ngon quá đi mất. Có phiền nếu tớ ngồi cùng không, Kevin? Ôi không, Bella sẽ bắt hoảng lên mất. Cậu ngồi trên một cái gì đó kìa. Gì? Thứ gì vậy? Eo ơi, có khi cô ấy không để ý đâu. Ai lại để kẹo cao su đó chứ? Bị dính chặt vào mất rồi. Xin lỗi Bella. Này, tớ xin viên đá nhé. Quay lại ngay. Nếu bạn lỡ ngồi lên kẹo cao su ướt như thế này, chỉ cần đặt một viên đá lên nó, để yên và cho nó tan chảy. Cuối cùng, bạn có thể cạo nó ra ngay lập tức. Tốt như mới. Nè, kẹo cao su đã biến mất hoàn toàn. Váy lại sành bong rồi. Lần này tha cho cậu nhé, Kevin. Muốn ăn chiếc bánh còn lại của tớ chứ? Đó là Mike. Anh ấy muốn gặp mình sau giờ học ư? Tôi thấy hết là mình nên chăm chút lại lớp trang điểm một xíu. Hoàn hảo, có khi anh ấy lại mời mình đi chơi chứ. Ôi thôi, ghế nhựa ngu ngốc. Bây giờ mình phải làm gì đây? Đáng lẽ ra mình phải mang thêm một cặp quần nữa. Đợi chút, rõ ràng là sơn móng tay có thể khắc phục điều này. Tô sơn thẳng lên vết rách để tránh bị toạc ra to hơn. Hú hồn con trồn. Đừng lo lắng nhé Mike, em đến đây. Mệt quá đi mất. Mơ thấy mình là một ngôi sao nhạc rock hả? Tại sao mọi người lại nhìn chăm chăm thế? Ngoài đó tệ quá. Không còn chỗ nào để mà lẩn đi nữa. Phá quần dở hơi dở hồn. Đoạn xích này có thể hữu ích đấy chứ. Chiếc móc này chính là chìa khóa đấy. Nếu khóa kéo của bạn không chịu đứng yên một chỗ, gắn nó vào móc chìa khóa như thế này. Kéo nó lên, móc nó vào nút cài là xong. Giờ thì yên tâm rồi. Cho màn diễn tiếp của bạn chưa Kevin? Giờ thì sẵn sàng rồi. Ra ngoài kia tỏa sáng đi anh bạn. Cảm ơn nhé. Quả là một giấc mơ tuyệt vời. Tôi ghét đi uống cà phê với Bella. Cô ấy lúc nào cũng là người nói liên mồm. Và tôi không chen được vào cô nào cả. Không được cả một ngụm cà phê. Nên là tôi mới nghĩ là tại sao mình lại đặt mua hai chiếc áo nếu màu của chúng y xì nhau. Điên thật nhỉ. Hả? Dây áo của tôi. Tôi có thể lấy lại được không? Luôn cái này lại thế nào nhỉ? Tuyệt! Ống hút kia chính là câu trả lời của tôi. Tôi cũng sẽ cần thế này nữa. Bây giờ chỉ cần xuyên chiếc dây qua ống hút, rồi chọc ống hút vào lỗ áo và luồn nó qua phía bên kia. Nó đây rồi, kéo ống hút ra và bạn đã hoàn thành rồi. Và tớ nói là thôi thì để tớ gọi mẹ là xong. Ống hút đâu rồi? Nhìn kìa con chim kìa. Kệ đi, tớ nói đến đâu rồi nhỉ? Thế này nhé. Wow, có gì đó là lạ.
có phải chiếc áo ngực này co lại hay cái gì đó không? Gì thế? Có thứ gì đó cứ chọc vào người mình. Không chịu nổi nữa, mình không thể thoải mái được, nguyên là thủ phạm. Những sợi gọng đó thật sự rất đau, mình có thứ gì để xử lý việc này không nhỉ? Một chiếc băng cứu thương ư? Có thể đấy. Hãy xem nào. Đầu tiên tôi phải cởi thứ này ra đã. À, kia rồi, nếu áo ngực của bạn bị lộ gọng ra ngoài. Bạn không phải mua một chiếc áo ngực hoàn toàn mới đâu. Đơn giản chỉ cần cắt giải băng thành hình chữ nhật và lột nó ra. Dán nó ngay vào đoạn áo bị hở gọng. Bây giờ nó sẽ không chọc bạn nữa. Giờ chúng ta thử làm điều này lại nào. Sự cứu rỗi ngọt ngào. Khi mua giày mới, chúng ta thường quên là mình sẽ phải làm quen với nó. Đằng sau gót là tồi tệ nhất. Dáng thêm một giờ tra tấn nữa thôi. Trời ơi, đôi chân của tôi không xứng bị thế này. Đau chết mất. Được rồi, đi tiếp nào. Tôi ghét những đôi giày ngu ngốc. Cởi thứ này ra nào. Nó thậm chí còn tệ hơn tôi nghĩ. Tất cả chỉ vì thứ ngớ ngẩn này. Thôi nào, kéo dài ra. Chờ chút, nghĩ lại thì... À, tôi có thể cảm nhận được sự an yên chảy trong cơ thể. Không lâu nữa đâu bạn hiền ạ. Suýt thì lộ, Bella sẽ không nhớ đôi tất này đâu nhỉ. Đã đến lúc kéo dài giày rồi. Bắt đầu bằng cách đi tất vào như thế này và đi giày vào. Bây giờ thì sấy bên ngoài giày như này nhé. Và khi bạn cởi tất ra, đôi giày đã rộng ra rồi. Mình đoán là mua giày đẹp thế này là không uổng rồi. Quả là một ngày dài. Bạn có nghĩ rằng những mẹo này cứu cánh được trong những lúc nguy cấp không? Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký trang YouTube 123Go Vietnamese để không bao giờ bỏ lỡ nội dung hữu ích của chúng tôi nhé.